Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn tự hào với lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành, đã tạo nên những truyền thống tốt đẹp và dễ dàng. Bằng nghị lực, tài năng, sức trẻ và sự sáng tạo của mình, Tuổi Trẻ Việt Nam đang ngày càng vững bước trên con đường dựng xây đất nước, phấn đấu để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Để có được sự trưởng thành, vững mạnh như ngày hôm nay, trong suốt chiều dài lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng cách mạng của dân tộc, vận động tổ chức và hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời ngày 26 tháng 3 năm 1931. Ngay sau khi thành lập, đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là xô giết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt. Tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, đồng chí Lý Tự Trọng. Với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác." Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và Tuổi Trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dùng lên tiến hành thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng. Đoàn viên thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống giặc đói, giặc giốt và giặc ngoại xâm. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đã xuất hiện nhiều tấm gương trẻ tuổi, kiên cường, dũng cảm như La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện. Họ thật sự xứng đáng là đại diện cho một lớp đoàn viên thanh niên cộng sản quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tháng 3 năm 1961, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 3 đã phát động phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Tháng 8 năm 1964, Đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, Tuổi Trẻ thủ đô đã phát động phong trào Ba Sẵn Sàng, và phong trào này đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Hàng triệu đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng, nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam, với tinh thần chưa thắng giặc Mỹ, chưa trở về quê hương. Tháng 2 năm 1965, Đại hội đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam đã phát động phong trào Năm Xung Phong. Từ hai phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc. Nụ cười chiến thắng của chị Võ Thị Thắng trước tòa án Đế quốc Mỹ, câu nói bất hủ của anh hùng Nguyễn Giác Trỗi: "Còn giặc Mỹ không có hạnh phúc", đã gây xúc động cho nhân dân tuổi trẻ khắp Nam Châu. Lời hô của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân "nhằm thẳng quân thù mà bắn" đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975. Cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự góp sức to lớn của đoàn viên thanh niên trên khắp các mặt trận, với tinh thần dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Sau khi đất nước được thống nhất, để góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia phong trào Ba Xung Kích làm chủ tập thể, thanh niên xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hàng chục vạn đoàn viên thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Năm 1993, hai phong trào lớn Thanh niên Lập Nghiệp và Tuổi Trẻ Giữ Nước được phát động, và đông đảo đoàn viên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình. Năm 2000, bước vào thế kỷ mới, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển rộng khắp và được các cấp bộ đoàn, đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo hình ảnh tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đoàn đã chủ động đề xuất và đảm nhận nhiều chương trình dự án kinh tế xã hội quan trọng như dự án xóa cầu khỉ,
xây cầu nông thôn mới vùng đồng bằng Nam Bộ, xây dựng đảo thanh niên, đường Hồ Chí Minh, xây dựng làng thanh niên lập nghiệp đã ghi dấu những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và dư luận xã hội. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 8 tháng 12 năm 2002 đã phát động phong trào lớn thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của đoàn. Phong trào mới, sức sống mới đã thúc giục hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học, công nghệ, lao động sáng tạo để lập thân, lập nghiệp, xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Các đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Diễn đàn tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20. Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích của đoàn đã có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã hưởng ứng tích cực, cụ thể hóa bằng cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác và đã thu được những thành quả tích cực. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007 đã khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thật sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn: năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Hai phong trào nêu trên vừa phát huy tiềm năng mạnh mẽ của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục rèn luyện cho thanh niên vì sự phát triển của thanh niên, cộng đồng và đất nước, đồng thời góp phần chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên. Nhiều chương trình lớn của đoàn như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, bảo vệ dòng sông quê hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, khi Tổ quốc cần đã thật sự tập hợp đoàn kết đông đảo các lực lượng thanh niên trong xã hội tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Cùng với đó, đoàn đã tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng của tuổi trẻ trong khu vực và thế giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ Việt Nam với các nước trên thế giới, trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc tham gia vào quá trình hội nhập của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại thủ đô Hà Nội. 999 đại biểu là những cán bộ đoàn ưu tú, đại diện hơn 7 triệu đoàn viên thanh niên ưu tú đã về dự đại hội. Với khẩu hiệu, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội kêu gọi toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước hãy tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, noi gương người thanh niên Nguyễn Tất Thành, phấn đấu trở thành những người thanh niên thời đại mới, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, đoàn kết một lòng với ngọn cờ của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đặc biệt, năm 2011 đã được Đảng, Nhà nước chọn là năm thanh niên, là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và năm 2014 được chọn là năm thanh niên tình nguyện để kỷ niệm 50 năm thực hiện phong trào Ba Sẵn Sàng và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện được phát động trong toàn quốc. Đây là vinh dự lớn lao của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là dịp thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác đoàn kết,
tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ trẻ. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó, đồng thời động viên lực lượng thanh niên xung kích cách mạng, góp phần viết lên truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Và hôm nay, truyền thống đó vẫn được thế hệ thanh niên thành phố Cần Thơ thời đại mới tiếp tục thắp sáng và phát huy với các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, những phong trào hành động cách mạng vì cuộc sống cộng đồng.